Trung Quốc và Ấn Độ sắp bước vào cuộc chiến tranh giành kho báu gần 60 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành hoạt động khai khoáng quy mô lớn trên phần lãnh thổ của mình tại khu vực tranh chấp với Ấn Độ ở Himalaya. Tại nơi này, một kho báu khổng lồ gồm vàng, bạc và các loại khoáng chất quý hiếm khác mà các nhà địa chất Trung Quốc định giá gần 60 tỷ đô la Mỹ được phát hiện. Jiang Yuzhe, giáo sư của Đại học Địa chất Trung Quốc, xác nhận với tờ Biêu điện Hoa Nam buổi sáng rằng theo một loạt phát hiện trong những năm gần đây, giá trị tiềm năng của quặng tài huyện Hunze, một cứ điểm quân sự Trung Quốc lấy được từ Ấn Độ cách đây gần 60 năm và khu vực lân cận ở vào khoảng 58 tỷ đô la Mỹ. Ông Jiang nói, đây mới chỉ là tính toán sơ bộ. Mặc dù hoạt động khai khoáng đã diễn ra trên dãy núi cao nhất thế giới suốt hàng nghìn năm qua, nhưng những khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực hẻo lánh và lo ngại về môi trường đã hạn chế quy mô của nó. Sở dĩ các mỏ khai khoáng mới có phạm vi ở mức chưa từng thấy là nhờ nhiều, nhiều năm chính phủ Trung Quốc mạnh tay đầu tư vào đường xá và cơ sở hạ tầng trong khu vực. Chỉ trong vòng vài năm, phát hiện này đã biến một nơi vắng vẻ, hẻo lánh với 30.000 cư dân thành một trung tâm khai khoáng phát triển. Người ta đổ xô tới khu vực này, nhiều tới mức chính quyền địa phương không thể tính toán được chính xác số dân hiện có ở đây. Những đường hầm khổng lồ, sâu hút được đào xuyên vào những dãy núi dọc theo đường phân giới quân sự cho phép khai thác hàng nghìn tấn quặng mỗi ngày. Đường điện và mạng viễn thông đã được thiết lập, trong khi công tác xây dựng sân bay có khả năng phục vụ máy bay chở khách đang được tiến hành. Theo số liệu ở chính phủ, tính tới cuối năm ngoái, quy mô khai khoáng ở Hunze đã vượt qua tất cả những khu vực khác ở Tây Tạng tăng trưởng GDP đạt 20%, đầu tư hạ tầng gấp đôi so với năm 2016, còn thu nhập bình quân của dân địa phương thì gấp 3 so với thời khai khoáng chưa nở rộ. Hồi tháng 10 năm 2017, ngay sau khi chấm dứt thời gian đối đầu căng thẳng trên cao nguyên Đốc Lam, vụ đối đầu tồi tệ nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong nhiều năm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh chủ quyền của Bắc Kinh trong lá thư gửi một gia đình ở Hunze trong đó ông tập hối thúc người dân Hunze định cư để phát triển khu vực phục vụ lợi ích quốc gia. nguồn tin thân cận với kế hoạch khai khoáng cho hay tốc độ phát triển chóng mặt ở Hunze là một phần trong quyết tâm của Trung Quốc nhằm lấy lại toàn quyền kiểm soát Nam Tây Tạng, hay còn được biết tới với cái tên gọi là Arunachal Pradesh hiện là một bang của Ấn Độ có diện tích tương đương Áo, có rừng nguyên sinh, đất đai màu mỡ và giàu khoáng sản. Theo ông Zheng, lượng quặng mới tìm thấy gần đây có thể sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở Himalaya. Trung Quốc đã chinh phục được Nam Tây Tạng sau khi phát động một cuộc chiến tranh nhằm vào Ấn Độ hồi những năm 1960. Nhà khoa học Trung Quốc nói, nhưng quân đội chúng tôi đã phải nhanh chóng rút lui bởi chúng tôi không có người ở đó để giữ đất. Ông Giang nhận định, các hoạt động khai khoáng mới sẽ dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng và rõ rệt về dân số Trung Quốc ở Himalaya và tạo cơ sở ổn định lâu dài cho bất kỳ chiến dịch ngoại giao hay quân sự nào. Ông Giang nói, việc này tương tự với những gì xảy ra ở Biển Đông, Ông đề cập tới khu vực biển nơi Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trái phép và tăng cường hoạt động hàng hải trái phép. Hao Xiao Wang, nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học Vũ Hán Hồ Bắc, đồng thời là một chuyên gia cấp cao của chính phủ Trung Quốc về tranh chấp Trung Quốc-Ấn Độ, cũng đồng tình với quan điểm này. Hao cho rằng nhiều khả năng Bắc Kinh chọn phương án tiếp cận với Himalaya tương tự như ở Biển Đông. Trong bối cảnh sức mạnh kinh tế, quân sự, địa chính trị của Trung Quốc đang gia tăng thì việc Nam Tây Tạng quay trở về dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian, Hao đã nói như vậy. Hiện nay, Ấn Độ đang kiểm soát phần lớn Nam Tây Tạng, khu vực được biết tới với nền văn hóa đầy bản sắc và phong phú cảnh vật. D. Ramesh một nhà khoa học thuộc Viện Địa chất Himalaya Garia của Ấn Độ cho hay, cơ quan này không biết Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động khai khoáng phạm vi rộng ở biên giới Arunachal.